Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đến với kênh Tài Cá Vlog. Trong cái video ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ đến các bạn một cái loại bệnh mà các bạn thường hay gặp phải vào cái giai đoạn mà mùa mưa, vào cái giai đoạn mà nó chuyển đổi cái thời tiết đó các bạn. Thì các bạn nên chú ý cái vấn đề này để mà các bạn phòng bệnh cho cái cá của các bạn nha các bạn. Rồi thì cái vấn đề cái bệnh ngày hôm nay là nó liên quan đến cái bệnh nấm thủy mi đó các bạn. Thì bệnh nấm thủy mi này nó gây ra bởi cái nhiều cái loại nấm, mà quan trọng nhất đó là cái khi các bạn nuôi cá ở cái nhiệt độ nào là con cá nó sẽ phát triển tốt, và con cá nó sẽ bị những cái loại bệnh nấm này nó sẽ xâm nhập vào. Thì mình muốn nói đến các bạn là cái nhiệt độ mà khi các bạn nuôi tốt nhất là cái nhiệt độ 28 đến 30 độ C là cái nhiệt độ thích hợp mà để các bạn nuôi cho những cái chú cá của mình nó có một sức đề kháng mạnh khỏe. Thì bên cạnh đấy thì không phải là cái nhiệt độ không, mà bên cạnh đó thì nó có những yếu tố có thể các bạn cho bổ sung vào thức ăn, đủ chất dinh dưỡng và vitamin C cho cá ăn, đủ khoáng chất để mà giúp con cá của bạn nó phát triển một cách tốt nhất cho các bạn. Và đối với cái nhiệt độ mà khi vào mùa mưa và vào cái mùa mà thay đổi cái thời tiết bất thường ấy các bạn, thì các bạn chú ý là cái nhiệt độ từ 18 đến 25 độ C hoặc là dưới cái 18 độ C thì cái vấn đề mà cái bệnh nấm này nó sẽ kích hoạt và nó sẽ phát triển đó các bạn. Rất là mạnh. Mình sẽ nói chung nó nếu mà nói phân tích ra thì nó rất là nhiều loại nấm và tên gọi là khác nhau. Đồng thời thì mình gộp chung vào một cái loại bệnh đó được gọi bệnh nấm thủy mi, nấm thủy mi cho các bạn để các bạn dễ hình dung hơn. Và đó là mình vừa nói đến cái thứ nhất là cái tác nhân gây bệnh đó các bạn. Thì đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai mình muốn chia sẻ đến các bạn nữa nè, cái triệu chứng đó như thế nào các bạn. Cái triệu chứng của con cá mà nó bị nấm thủy mi này các bạn. Da con cá nó bị bệnh thì thường xuất hiện những cái vùng trắng xám này các bạn, vùng trắng xám với những cái dợi, những cái sợi nấm nhỏ như cái sợi bông nha các bạn. Mà các bạn thường các bạn biết cái bông gòn rồi các bạn, thì cái loại nấm này nó cũng na ná như cái là cái nấm mình thì mình dùng cái từ dân gian đó, cái bông nấm bông gòn rồi hình thù nó giống nhau các bạn, nó có cái sợi mà tưa như gì cũng sợi bông đó, các bạn sợi bông. Và cái nấm này thì các bạn có thể quan sát bằng cái đôi mắt của mình. Đối với các bạn khi mà các bạn nuôi trên bể có một cái tấm kính để mà các bạn che, các bạn có thể quan sát nó dễ hơn. Đối với những cái các bạn nuôi dưới cái ao hồ hoặc là dưới cái bể xi măng thì các bạn cũng nên thận trọng cái này, tại vì lúc sau các bạn khi các bạn nuôi dưới thì cái độ quan sát của các bạn nó rất là thường xuyên. Một khi cái loại bệnh nấm này nó xảy ra thì các bạn phải chú ý thật kỹ mà muốn biết được nha các bạn. Thì các bạn lưu ý cho mình những yếu tố mà mình đã vừa nêu ra. Và cái ba là về cái phần cái điều trị thì nó cũng rất là nhiều cái dung dịch để mình điều trị cho cái loại bệnh này nha các bạn. Nhưng quan trọng nhất mình muốn khuyên các bạn là các bạn phải phòng bệnh, các bạn phát hiện sớm khi mà cái bệnh của cá nó xảy ra, thì các bạn phải phát hiện sớm và để các bạn chữa trị cho nó kịp thời. Nếu mà các bạn dù cái bệnh nó không nguy hiểm hay là nhiều
cái bệnh nó không quan trọng gì mấy, nhưng các bạn mà nó ở một cái giai đoạn mà gọi là nó nặng rồi thì sẽ không có chữa được nha các bạn lưu ý giùm mình. Và cái điều trị cái loại bệnh này thì các bạn cũng có thể nhắn tin comment giữa mình, hoặc là các bạn cũng có thể tìm những cái loại dung dịch mà ở trên thị trường nó cũng rất là nhiều để mà cho các bạn xử lý cái loại bệnh nấm phủ bay này. Đối với mình thì mình cũng điều trị cũng rất là nhiều loại rồi. Thì các bạn nào có thể có nhu cầu thì các bạn có thể tham khảo về cái cách điều trị nó như thế nào, thì các bạn cũng thể comment ở bên dưới để mình tham khảo nhau và cái đưa ra cái biện pháp mà điều trị cho cái của bạn hiệu quả hơn. Cho các bạn thì nó cũng rất là nhiều loại, thì các bạn cũng có thể tham khảo ở trên cái diễn đàn, trên cái website mà người ta đã bán những cái loại dung dịch này cho các bạn. Thì các bạn thì nói chung là cái video thì mình cũng trong video ngày hôm nay thì mình cũng chia sẻ về các bạn cái những cái vấn đề mà